Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó là bộ nỉ dành cho nam nha các bạn, với chất liệu cao cấp, các bạn có thể an tâm về chất lượng sản phẩm. Đây là mẫu ảnh này các bạn, nhìn rất là đẹp, rất là trẻ trung ha. Đặc biệt là với chất liệu nỉ nên các bạn có thể diện cho mình một bộ đồ như thế này, vừa có phong cách thời trang này, vừa giữ ấm được cơ thể, đồng thời nó rất là gọn, rất là tiện. Nhờ giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee nha, bán bộ nỉ nam chất liệu cao cấp mặc là ấm áp nè, với 5,6 ngàn sản phẩm đã bán. Giá là từ 99.000 cho đến 129.000 một bộ nỉ như thế này nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đây là đánh giá 5 sao nè các bạn. Quần áo rẻ, chất cũng khá ok, giao hàng nhanh. Chất lượng sản phẩm tuyệt vời, giao hàng nhanh, shop nhiệt tình. Nói chung thì đối với một bộ nỉ đẹp như thế này, các bạn nam cũng nên mua một vài bộ đồ như thế này để mình thay đổi cái trang phục của mình khi mà di chuyển ra bên ngoài các bạn ha. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.